cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cây máy cưa xích Estin MS021. Đây, Estin 021 nha mọi người. Thì đời này nòng 40 ly, sử dụng cắt thôi, các gia đình cũng được hết ha. Lam thì được hiện tại đang ráp lam 40. Xích là xích chung nha mọi người. Đó. Thì máy này được sản xuất tại Đức nhé. Đây. Estin Martin Gagmani này. Đó mọi người. Đây. Lam cũng còn khá là đẹp ha. Lam làm 40 tổ, tổng độ dài cắt được khoảng cỡ 34-35 thôi nhá. Đó, đây. Mình sẽ quay chi tiết con máy cho mọi người xem ha. Đó. Sử dụng ốp lam hai vặn bằng khóa trực tiếp nhé, hai con ốc lam ha. Đó. Đây là nắp bình chứa nguyên liệu nhé. Bên trên này, đằng trước này là nhớt thải vừa lam xích, còn đằng sau là xăng pha với nhớt nha mọi người. Đây em mở bên trong cho mọi người xem. Trên này nó có số 7 ha, nghĩa là cái con máy này ở lô trước em ghi số 7 và bây giờ em dọn đến con này. Đó. Bên trong nó có một cái miếng lọc bụi mút rất là kín luôn. Nói chung cái này chống bụi cực kỳ tốt. Đó, đây là bình xịt con. Cũng khá là đẹp ha. Đó. Đây. Rồi giờ em sẽ vào vấn đề nổ nhé. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901. Số điện thoại có sử dụng Zalo, bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay em nói nhiều nên là cũng bị khàn tiếng cho mọi người. Đây. Thì giá em sẽ để trong phần mô tả nhé. Rồi bây giờ đây nó có cái cần e nha mọi người. Thì đẩy lên mức trên cùng là tắt, đẩy giữa là xài bình thường, bóp ga đẩy xuống cuối cùng là đóng e nha mọi người. Thì trường hợp để lâu hoặc ít xăng mọi người đẩy xuống mức cuối cùng, giật nó ho một tiếng mọi người đẩy lên mức thứ hai là xài bình thường nha. Đó. Thì mức cuối cùng đến đến đây nó sẽ có một cái chốt lên 30% ga nha mọi người. Giờ em sẽ khởi động lên nhé. 30% ga. Có phát là về nha. Có phát là về mức thứ hai là xài bình thường. Đó. Máy thì khá là êm. Đó. Đẩy lên là tắt. Giữa là xài bình thường. Khá là êm luôn ha. Cái này vẫn còn phá xích nha mọi người. Phá xích nhé. Đó. Thì dòng máy này anh em sử dụng gia đình thì cực kỳ là mạnh luôn, cây nào cũng cắt được hết. Còn dòng máy này anh em đi cắt thuê cũng rất là ok ha, cầm nhỏ nhẹ vừa tầm, lực công suất của nó cũng rất là lớn ha, nằm 40cc nhé. Rồi quý khách hàng nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua em